đái tháo đường ở trên bệnh nhóm bệnh nhân COVID, bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy SARS-CoV-2 như đã bác sĩ Dũng đã cho chúng ta thấy đây là được WHO tuyên bố về tình trạng đại dịch vào tháng 3 năm 20. Rất là nhiều yếu tố nguy cơ góp phần gia tăng cái tỷ lệ mắc của mức độ nặng và tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 đã được ghi nhận, bao gồm cả cái yếu tố như người cao tuổi, bệnh lý ác tính và một số điều trị như là cái dụng cụ thực tế miễn dịch, các cái bệnh đông mắt và đặc biệt nhất tức là cái bệnh đái tháo đường. Một thực thể bệnh lý mà đã mới xuất hiện sau cái giai đoạn cấp của người nhiễm COVID và đã được gắn với nhiều cái tên hậu COVID, hội chứng COVID hay là COVID mạng. Đấy, và nó có rất là nhiều cái tổn thương từ mức độ cơ năng và mức độ thực thể và dưới sự tác động của nhiều cái yếu tố nguy cơ. Tổ chức Y tế Thế giới và một số tổ chức y tế khác trên thế giới đã đưa ra những cái định nghĩa, tuy nhiên vẫn chưa có thống nhất, nhưng mà để có một cái định hướng là vấn đề chẩn đoán, vấn đề theo dõi, vấn đề điều trị. Thế thì dưới góc nhìn đó, bản thân địa phương chúng tôi cũng muốn xem thử cái đặc điểm của đơn vị mình, cái dân số bệnh đái tháo đường của chúng tôi sẽ như thế nào, và chúng tôi sẽ thực hiện cái đề tài về hai cái mục tiêu: khảo sát đặc điểm lâm sàng của người nhiễm COVID, tỷ lệ và các đặc điểm của hội chứng hậu COVID ở người đái tháo đường, thứ hai mà điều trị ngoại trú, tức là cái mức độ nó nhẹ và sau đó chúng tôi xác định một số các cái yếu tố nguy cơ để mà dự đoán cái nguy cơ nhiễm COVID, hậu COVID. Xin lược qua một vài cái slide về tổng quan, có lẽ là không có thời gian nhiều để chúng ta có thể nhìn cái đấy. Xin là vì chúng ta có thể theo dõi cái mà chúng tôi thực hiện một cái nghiên cứu mô tả cắt ngang với cái đối tượng bệnh nhân của tôi là những người điều trị ngoại trú ở tại bệnh viện đa khoa Bình Định trong thời gian khoảng từ 6 tháng của năm 2022. Cái đặc biệt chúng tôi thì cũng ghi nhận tất cả các cái yếu tố, tất cả đặc điểm số bao gồm tuổi đời, chỉ số phổi cơ thể, thời gian mắc bệnh và đặc biệt nhất tức là cái đánh giá bệnh nhân đã nhiễm COVID như thế nào. Ở đây chúng tôi có một cái hạn chế, tức là chúng tôi chỉ gọi là nhớ lại thôi, tức là chúng tôi chấp nhận những cái thời bệnh nhân khai báo, mà chúng ta chấp nhận bệnh nhân khai báo ở mức độ là có và không có nhiễm COVID-19. Và một cái việc nữa, tức là cái quan trọng nhất là chúng tôi chẩn đoán cái hội chứng hậu COVID như thế nào. Thì rất là nhiều cái định nghĩa, nhưng mà chúng tôi chọn cái định nghĩa của WHO, cái nơi mà người ta được thống nhất nhiều nhất, và một số cái mức độ tiêm chủng, một số các cái biến số khác chúng ta xem trên đấy. Và một cái chúng tôi xử lý theo SPSS 16.0, và đây là các cái kết quả nghiên cứu. Các anh chị, đầu tiên tôi xin nói tới cái tỷ lệ mà bị nhiễm hậu, tỷ lệ mắc COVID, hậu COVID của sau cái khi nhóm bệnh nhân chúng tôi, tức là khoảng 60%. Về các cái biến số nó liên quan giữa sự khác biệt giữa hậu COVID và COVID, thì trong các cái biến số về dân số xã hội học thì chúng có hai cái quan trọng, tức là cái giới tính nữ và cái tăng huyết áp, và cái bệnh lý kèm tăng huyết áp là hai cái biến số mà nó có sự khác biệt giữa hai nhóm COVID và hậu COVID. Một số biến số thứ hai, một số các cái đặc điểm như tức là về hạt BA1C, như là đạt mục tiêu hạt BA1C, cũng như là cái tốc độ lọc cầu thận, thì giữa hai cái nhóm COVID và hậu COVID nó cũng có sự khác biệt. Thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đó sau, những cái còn lại những cái đặc điểm khác như là có bệnh kèm, những cái biến chứng đái tháo đường, điều trị tại khu cách ly, đã hoàn thành cái vaccine cơ bản và cái liều pháp điều trị, thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm này. Và đây là một cái so sánh về cái tỷ lệ hậu COVID như thế nào của một số tác giả. Tuy nhiên là có một cái hạn chế là trong cái nghiên cứu chúng tôi, tức là dân số là những người đái tháo đường thôi. Còn một số các cái nghiên cứu khác, ví dụ như sang Pháp thì dân số chỉ có 18,3 bệnh nhân đái tháo đường, và dân số Danish là nó tương ứng với chúng tôi, tức là 56% bệnh nhân bị đái tháo đường trong cái dân số nghiên cứu của họ. Thế thì có một cái sự khác biệt về cái tỷ lệ này thì tôi nghĩ nó cũng chẳng có cái gì là sai cái lớn lắm, bởi vì có thể chúng ta nghiên cứu cái dân số nghiên cứu khác nhau, địa lý khác nhau, thời điểm chúng ta nghiên cứu khác nhau, thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới những cái tỷ lệ khác nhau. Vấn đề quan trọng chúng tôi đặt vào trong này, tức là trong giai đoạn cấp,
thì những cái triệu chứng nào là những cái triệu chứng mà chúng ta thấy gặp nhiều nhất ở trên cái nhóm giữa hai bệnh nhân có hậu Covid và không hậu Covid? Thì chúng tôi ghi nhận bốn cái triệu chứng quan trọng là mệt, ho, sốt và sổ mũi. Đấy là bốn triệu chứng nó rất thường gặp. Thế thì chúng tôi tìm hiểu xem xét từ cái giữa cái trong cái giai đoạn cấp này giữa cái nhóm hậu Covid và Covid thì nó có sự khác biệt gì về mà về cái triệu chứng này không? Thì nó cũng không có sự khác biệt gì giữa hai bên hai cái nhóm này. Một số nghiên cứu thì ghi nhận tất bốn cái triệu chứng quan trọng trong giai đoạn cấp thì nó phù hợp tương thích với nhau. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi thì cái tỷ lệ nó có thấp hơn so với một số nghiên cứu là cái nghiên cứu của sang 2 năm 2022. Chúng tôi tìm hiểu cái số lượng triệu chứng, đây là số lượng triệu chứng trong cái giai đoạn cấp giữa hai nhóm đó như thế nào, thì có một cái ghi nhận rõ rệt hơn, tức là những cái người trong cái nhóm hậu Covid thì cái số lượng triệu chứng ấy từ 4 trở lên thì nó nhiều hơn đáng kể so với cái nhóm không hậu Covid. Một số cái có một cái điều đặc biệt thế này, tức là trong nghiên cứu này thì chúng tôi chỉ có 3,7 trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng, trong lúc đó Anshul thì ghi nhận tới 22,8% trường hợp Covid nhưng mà hoàn toàn không có triệu chứng. Đây là số đây hồi nãy là chúng ta quan tâm về số lượng triệu chứng, còn đây là loại triệu chứng. Thì chúng tôi cũng ghi nhận trong cái nhóm hậu Covid, bốn cái nhóm triệu chứng mà chúng ta gặp ở cái giai đoạn hậu Covid nhiều nhất, tức là rối loạn nhận thức, mệt, mất ngủ, ho và rụng tóc. Đấy là bốn cái triệu chứng, còn một số triệu chứng còn lại thì chúng tôi gặp ở một cái tỷ lệ thấp hơn. WHO thì cho rằng là có tới gần 200 triệu chứng sau của cái nhiễm Covid, của cái hậu Covid với nó xuất hiện và cái tỷ lệ khác nhau ở từng cái giai đoạn. Đây là một cái nghiên cứu, một cái so sánh giữa một vài cái tác giả khác thì cũng không có sự khác biệt gì lớn về giữa các cái tỷ lệ. Chúng ta xem tức là về cái số lượng triệu chứng của cái giai đoạn hậu Covid thì chúng tôi ghi nhận là trong nhiều nhất ở trong cái nhóm nghiên cứu chúng tôi, tức là có 7 cái triệu chứng, và trong đó thì cái số mà nó chiếm khoảng từ 3 triệu chứng trở xuống thì hầu như chiếm ưu thế khoảng 2/3 số bệnh nhân với cái số lượng triệu chứng mà của giai đoạn hậu Covid là vào từ 1 tới 3 triệu chứng. Thế thì xuất phát từ những cái điểm như thế, chúng tôi xây dựng một số các cái biến số, tức là các cái yếu tố nguy cơ nó nằm trong bốn nhóm để chúng tôi xem xét dự báo cái nguy cơ mắc hậu Covid ở trên cái nhóm đái tháo đường nó sẽ như thế nào. Thế đầu tiên chúng ta có một cái điều rất đáng buồn, xin lỗi chị em phụ nữ là không hiểu vì sao và cũng chưa có một cái giải thích gì mà giới tính nữ lại mắc hậu Covid nhiều hơn so với đàn ông. Là cả thứ hai nữa, và tất nhiên cái điều này bác sĩ Dũng cũng đã ghi nhận, không đạt mục tiêu trong cái HbA1c trong kiểm soát đái tháo đường thì nguy cơ mắc hậu Covid nó tăng lên tới gần 5 lần so với lại cái người đạt được. Một cái yếu tố nguy cơ thứ ba nữa, tức là triệu chứng trong giai đoạn cấp. Nếu như càng nhiều triệu chứng trong giai đoạn cấp thì nguy cơ mắc hậu Covid lại càng nhiều. Và có một cái điều này rất là quan trọng và chính phủ chúng ta đã làm tốt cái việc này, tức là chúng ta chích vaccine dự phòng. Nếu như mà chỉ cần là đạt cái liều vaccine cơ bản, đạt được liều vaccine cơ bản thì có nghĩa là 2 mũi hoặc 3 mũi tiếp theo chúng ta dùng vaccine thì nó cũng giảm cái nguy cơ mắc hậu chứng Covid. Đấy là một cái điều rất là thú vị, và một số điều này cũng đã được ghi nhận từ một số các tác giả khác, ví dụ như là Florio thì cũng ghi nhận tương tự như chúng tôi, cũng thấy là từ sinh dị ở nơi lại mắc nhiều hơn. Rồi quá cân và béo phì cũng như bác sĩ Dũng cũng đã ghi nhận đấy. Và trong đó có thêm một cái điều quan trọng nữa, một tác giả khác cũng đã ghi nhận giống tôi, tức là đạt liều vaccine cơ bản thì nó làm không đạt thì nó tăng lên tới 2/3 lần cho cái nguy cơ mắc hậu Covid. Từ những cái thông số trên, những cái thông tin trên thì chúng tôi xin có một số kết luận. Thứ nhất, hội chứng hậu Covid thường gặp ở trên người bệnh đái tháo đường type 2 nhiễm Covid-19 ngay cả ở mức độ rất nhẹ. Mệt, ho, sốt và sổ mũi là những cái triệu chứng thường gặp trong giai đoạn cấp, giai đoạn mạn hay là gọi là hậu Covid. Thì rối loạn nhận thức, mệt, mất ngủ và rụng tóc là cái triệu chứng mà chúng tôi gặp với cái tỷ lệ cao. Giới tính nữ kiểm soát đường huyết kém, có nhiều triệu chứng trong giai đoạn cấp và không tiêm đủ liều vaccine cơ bản ngừa Covid-19 là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với việc
mắc hội chứng hậu COVID ở người đại tiểu đường tiếp 2. Tôi xin bài kết thúc. Cảm ơn.